Với lại, cũng từ rất lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy chị Vogo cười như ngày trước nữa. Chị ấy từng là người rất là năng nổ và hoạt bát. Và giờ đây, chị ấy luôn sống một cách nghiêm khắc và luôn gánh mọi trách nhiệm khi làm chị cả của bốn chị em. Vậy sao? Hả? Ê, mày chạy đi đâu vậy? Ôi kìa Toto, chúng ta cũng phải đi theo cô ấy thôi. Toto, đứng lại! Ừ? Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Hình như là về phía khu vực bên trái, nơi mà khuất tầm nhìn của mình. Chị ơi, chúng ta có tiếp tục theo dõi họ nữa không? Ừ, đi nào. Nhưng mà bây giờ xuống đó hơi bị xa đấy. Dạ vâng, để em với. Cô đi, cậu không đi theo à? À không, hai cậu cứ đi đi. Bây giờ là tôi sẽ bận xuống phòng âm nhạc để tập đàn rồi. Vậy hả? Đi rồi, thế đi đây, cậu cẩn thận nhé. Này chó sói, mày đi đâu thế? Đừng có chạy nữa. Hả, có chuyện gì thế? Con chó này cứ sủa mãi liên tục mà không ngừng. Cậu có còn nhớ Mr. Kẻ đó nói gì chứ? Nó sủa như vậy tức là gần khu vực này có kẻ lạ đấy. Ờ, nhưng mà tao có thấy ai quanh đây đâu. Thật ra chỉ đơn giản là nó sủa lên thôi mà, chứ làm gì có cái gọi là cảnh chó kẻ lạ đâu. Các cậu nhìn xem, chẳng có ai ở đây cả. Jackie, cậu có sao không? Ây da, chuyện gì mà xảy ra thế? Andy, sao cậu đánh lén tớ hả? Hả? Đánh lén cậu? Tớ có làm gì đâu. Ủa chứ vừa nãy ai đánh tớ thế nhỉ? Nó cứ sủa mãi không ngừng. Này tôi con, dừng sủa lại đi. Cậu đặt tên cho con chó này luôn rồi à? Tớ sẽ mang nó về nuôi. Hả? Cậu đang làm cái gì vậy Andy? Cậu vung kiếm vào không khí chi vậy? Tớ cũng không rõ nữa, nhưng mà trước mặt tớ là thứ gì đó vô hình và đang cầm vũ khí lao vào tớ đấy. Ý cậu là có người tàng hình sao? Theo tớ nhớ thì không có lá bài nào có khả năng tàng hình cả. Trừ khi nó là kỹ năng của ma cà rồng hoặc là ma sói. Người đang đúng rồi đấy. Jackie! Hả? Giọng cười vừa rồi nghe quen quen. Hơ, ma cà rồng bác sĩ. Ta đây, ta ra quay trở lại với những loại thuốc đặc biệt vừa mới tạo ra cần được thử nghiệm đây. Trời, thì ra là hắn. Nếu như hắn ta đang tấn công Jackie, vậy người ngay trước mặt mình đó chính là y tá ma cà rồng. Yeah. Người đáng đúng rồi đấy. Hôm nay ta lại tiếp tục với công việc mổ bệnh nhân. Người tưởng người tàng hình là người ngon à? Yeah. 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 Ủa sao mình đã không trúng vậy nè? Mình cứ tưởng đâu là hắn ta đang đứng trước mặt của mình chứ. Jackie, tuyệt vời, thuốc tàng hình của ta đã thành công rồi. Giờ thì không ai có thể đánh bại được ta cả. Người đi rồi Toto. Giờ thì ngươi hãy giúp ta một tay nào. Ai đang nói chuyện với tôi thế? Cái gì thế này? Ôi, không, lại nữa rồi. Ta đã quay trở lại rồi đây. Này bác sĩ, có chuyện gì không? À, nhờ ngươi chăm sóc hộ con bé đã kính này giùm vậy. Làm tốt, sẽ có thưởng. Hả? Con bé này sao? Ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Quá là dư sức của một kẻ như ta. Ôi không, Maya, con hãy chạy đi. Con bé kia, đứng lại cho ta. Làm sao đây, mình phải nghĩ ra cách nào đó mới được. Có lẽ là mình sẽ về phía khu trường để tìm người đến giúp. À, phải rồi, còn Vivian ở trên lầu. Thôi chết, đường cục rồi. Chạy đi đâu con sâu? Ôi không Maya, chuyện gì đang xảy ra thế? Tớ bị kẹt rồi Jackie ạ. Phải rồi, Jackie, cậu hãy sử dụng lá bài của cậu đang giữ đi. Hả, lá bài của tớ đang giữ á? À, phải rồi, tớ nhớ ra rồi. Kích hoạt lá bài đặc biệt, người múa rối. Hả? Có gì thay đổi đâu? Ồ, một cái máy chơi game à. À, mình hiểu rồi. Này, người đây làm cái gì thế? Ta không chẳng hiểu nữa. Bấm nút. Ôi, tên ma sói kia,
Ta đã lệnh cho ngươi hãy dừng tay lại. Hả? Ồ, hắn ta dừng lại thật rồi này. Ôi cái tên này, ngươi là không có hạnh của ta rồi. Giờ nên lén ta nữa à? Này ma sói. Vâng, thưa chủ nhân. Ồ, tên ma sói có vẻ phân lợi gia kỳ đấy. Mình không biết là liệu ma sói có thể nhìn thấy được ma cài đồng đang tăng hình không nhỉ? Mà thôi kệ, cứ thử trước đã. Này ma sói, hãy tấn công ma cài đồng bác sĩ cho ta. Ngươi đang nằm mơ đấy à? Ồ, tuyệt thật. Ta thật là không ngờ ma sói lại có thể thấy được ta. Mình muốn trả thù của đánh lén khi nãy của hắn. Này ma sói, hắn ta đang ở đâu rồi? Ở dưới chân tôi này, tôi ngài Yaki. Thế hả? Cảm ơn nhé. Chết này. Yaki, ngươi được lắm. Hả? Pierre, cho tôi xin mấy củ tỏi nhé. Cảm ơn. Đó là những củ tỏi cuối cùng trong bếp. Ngày mai biết thầy thấy tội bằng cái gì đây? Ta sẽ trừng trị ngươi vì cái tội giáo sĩ nhục ta, Yaki. Hắn định làm gì? Y tá đâu? Mang màn thuốc ra đây. Không có y tá, nhưng mà có mai dai được không? Hả? Ta có thứ này muốn tặng cho ngươi. Hey. Hả? Cái gì đây? Là tỏi ư? Hả? Tiếng có ai hát lên thế nhỉ? Chị ơi, em nghe âm thanh khá là gần khu vực này. Có lẽ là bãi đỗ xe trường học đó. Vậy ư? Chúng ta đến đó thôi. À, chị chờ em với. Ủa, phòng này đang mở hé? Có ai ở đây không? Chú Hội ơi, đứng dậy đi. Sao lại ngủ ở phòng tôi thế này? Anh ba. Ủa, Vivian, có chuyện gì xảy ra vậy? À, tôi có trồng một loại hoa đặc biệt trong phòng. Hoa này rất là đặc biệt. Mùi hương của nó khiến cho chúng ta dễ ngủ hơn. Và tôi đã quên dặn điều đó. Cho nên anh cậu đã hít nó vào và nằm ngủ đến giờ luôn. Thế hả? Anh Leo ơi, anh dậy đi. Hai dậy đi, chị Hai đang đi trước rồi kìa. Tức thật, Leo mà không phải là chủ hội là mình đã đấm hắn từ lâu rồi. Còn nói cái gì? Muốn tôi từ lương không hả? Xin lỗi chủ hội, xin lỗi ạ. Đừng có từ lương tôi mà. Biết xin lỗi thế là tốt. Ôi trời ạ, anh ba lại nói mớ nữa rồi. Xin lỗi chứ hỏi. Hả? Nói mớ? Nói mớ là tình trạng nói chuyện ra vô thức lúc đang ngủ á. Anh ba có tới nói mớ từ nhỏ rồi. Ồ, tôi hiểu rồi. Là sao nhỉ? Hãy cùng nhau thử vận may với Yaki nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh. Cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopyaki.vn. Ồ, bọn họ kia rồi. Mình có thể nghe thấy tiếng của bọn họ. Gì thế kia? Sao con chó lại đứng một mình? Với lại, anh đây đang làm gì thế? Cậu ta đang giật kiếm giữa không khí à? Ta ghét tội. Ồ, hắn ta hiện hình tới lại rồi kìa. Bác sĩ? Hả? Là hút tình hình cũng hút tác dụng luôn rồi. Kìa, ai kia? Một người đang cầm cưa à? Và bộ đồ của ta đang mặc trông giống như y tá vậy. Ta vẫn còn nhiều đồ chơi lắm đấy. Hey! Thuốc tốc độ. Yaki cẩn thận đấy. Hắn ta chạy nhanh quá. Xem ra thì tàng hình hơi vô dụng với các người. Giờ bằng với tốc độ này thì đố người bắt kịp ta. Đừng có mơ nhé. Hey, ma sói, hãy tấn công hắn. Xin tuân lệnh chủ nhân. Hey. Ôi không, chuyện gì thế này? Mình đã bị phù hóa kỹ năng rồi. Hả? Chuyện gì thế? Chào mừng ngươi đã trở lại, soi nào. Thật là đáng thất vọng. Bị con người mua đối luôn cơ đấy.
Ôi không, giá kia gặp nguy rồi. Này, ta đang ở đây cơ mà, ngươi nhìn đi đâu vậy? Hả? Ôi mình đã mất tập trung quá nên cô ta đã đánh lén mình. Được rồi. Chuyện gì thế này? Ôi, kiếm của mình. Mình bị gì thế này? Đến cả cây kiếm cũng không cầm nổi. Tay chân mình cứ run run, mắt mở hết cả lên rồi. Hả? Cái gì đây? Kim tiêm à? Sao lại có kim tiêm ở đây nữa? Hả? Ôi không, ở sau lưng mình cũng có một cái nè. Dạ. Tiêm chích là công việc của ta đối với bệnh nhân mà. Ngươi đã tiêm cái thứ gì vào trong cơ thể của ta thế? Là thuốc mê đó. Ôi không, hèn gì, mình cũng thấy buồn ngủ quá. Anh đi cậu hãy cố lên, đừng có ngủ lúc này mà. Ta đang cố đây. Ha, này thì cố nè. Tay chân của mình đã bị tê liệt rồi. Dạ. Chuẩn bị phẫu thuật nào. Y tá, tôi giao hắn cho cô đấy. Còn ta sẽ phẫu thuật cái tên màu tím này. Vâng, thưa bác sĩ có giao cho tôi ạ. Còn tôi thì sao? Ngươi hả? Hãy đánh một phán bài với con bé bốn mắt kia đi. Ồ, tôi rõ rồi. Này, cậu muốn chơi theo kiểu nào? Tiến lên, hay là giết đại Pokemon? Ôi trời ạ, à, ý ta không phải là như vậy. Hãy tới giết cô ta đi. Tôi hiểu rồi. Nằm yên nào, sẽ không đau lắm đâu. Còn với ta thì nó sẽ cực kỳ đau đớn đấy. Dừng tay lại ngay. Hả? Vũ khí của ta. Cái gì chưa? Cái quái gì thế hả? Ồ, Virgo. Cái gì thế này? Đứa nào đây? Các con nhỏ tóc đỏ kia, tại sao ngươi dám phái đám công việc của mình ta hả? Tôi đến làm để giải thoát cho mọi người. Súng trói buộc. Hey. Hả? Ủa, có chuyện gì thế? Tất cả đã có mặt rồi phải không? Chị khó đứng yên nhé. Hử? Hey. Súng phun lửa. Hả? Thiêu rụi mọi thứ. À, cái gì thế này? Tôi ghét lửa lắm. Ôi không, thưa bác sĩ ơi, quần áo của tôi bị cháy hết cả rồi. Ta đã không lường trước được điều này. Được rồi, y tá, rút lui thôi. Sau khi về nhà, ta sẽ chế tạo ra thuốc kháng lửa. Hãy đợi đấy. Bác sĩ ơi, đợi tôi với. Hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Coi chừng ta đấy. Thế là đã xong rồi. Các cậu có sao không? Bọn tớ không sao. Cảm ơn cậu nhé. Wow, vừa rồi là gì thế? Tôi thấy cậu vung tay một cái thôi là chuyển từ súng nhắm sang súng phun lửa luôn. Mà cậu giấu súng ở đâu tới? Tới đâu thấy chỗ nào có súng được đâu? Ngộ thật. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Đã hết giờ mà số và macaron hoạt động. Chúc các em ngủ ngon. Ồ, đã đến giờ rồi sao? Các cậu đã ổn rồi phải không? Thế thì tôi đi về phòng đây. Tạm biệt. Ủa, cô ta đã giúp chúng ta mà cô ta không đòi tiền công ư? Hả? Ôi không, cô ta đã nhớ ra việc đòi tiền đánh ma sói rồi. Làm sao đây? Này các cậu, các cậu có nhớ rằng các cậu đang quên thứ gì chưa? Tôi đâu có quên đâu. Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà. Nhưng đợi kết thúc mùa này đi. Tại tôi không có mang tiền theo mà. Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi muốn hỏi rằng con chó của Toto tại sao lại đứng đây? Còn Toto đâu? Hả? À, Toto đấy hả? Hồi nãy là cậu ta có dặn bọn tớ rằng là cậu ta còn đi vệ sinh một chút, cho nên đã gửi con chó lại đây để bọn tớ chăm sóc. Vậy ư? Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nha. Tạm biệt. May quá, xíu chút nữa bị lộ rồi. Cậu xử lý tình huống nhanh trí thật đấy, Maya. Hả? Nóng quá đi. Ôi trời ơi, cái thằng ngốc này, không phải lúc này đâu. Các cậu ơi, nóng quá đi, xíu chút nữa là tớ bị phỏng cháy hết trái lông rồi. Hả? Im lặng đi. Hồi nãy là tự nhiên tớ biến thành ma sói, rồi tớ có cảm giác thành thịt vậy. Ôi ôi, giờ tớ vẫn còn đói đây nè. Ôi trời ạ, im lặng mau, im. Ờ,
có gì đâu phải im chứ. Tớ là ma sói thiệt mà. Ma sói nè. Tớ là ma sói. Nào, muốn chết à? Được rồi, thôi vào vấn đề luôn nhé. Tại sao các cậu lại nói với tôi là Toto không phải là sói? Thật ra thì bọn tớ có nói dối gì đâu. Mà nó là... Maya, tôi hy vọng rằng cậu sẽ nói thật. Đúng rồi đấy, Toto hiện đang giữ lá bài ma sói. Ơ kìa. Vậy ư? Tôi hiểu rồi. Ơ kìa Voko, cậu bình tĩnh đã nào. Wow, cái gì kia? Trông nó ngộ thiệt á. Có một cái nòng dài dài nè. Không biết bên trong cái gì nhỉ? Này Toto, lùi lại mau, nguy hiểm lắm đấy. Họ thật săn không chế giáp và liên kết với ma sói. Ưu tiên hàng đầu là tiêu diệt bọn chúng. Kết thúc trò chơi. Vĩnh biệt. Thank you.